Thưa quý vị, ngày này 45 năm trước, ngày 18 tháng 2 năm 1979, Việt Nam và Campuchia đã ký hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Hơn 4 thập kỷ qua, hai nước láng giềng gần gũi đã có sự gắn bó nhất định cả về chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân. Đây cũng là dịp để hướng tới một tương lai phát triển hơn nữa trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia cùng các hiệp định quan trọng khác được ký kết tại thủ đô Phnom Penh. 45 năm qua, với phương châm phát triển quan hệ song phương láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Là nước láng giềng gần gũi, có vị trí quan trọng chiến lược. Quan hệ hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam cũng là yếu tố bảo đảm cho sự thành công của quá trình thực hiện tầm nhìn năm 2030 và năm 2050 của Campuchia. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã và đang đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội và sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia. Hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng có những cái tăng trưởng đáng ghi nhận. Như chúng ta đã biết là kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước tăng trưởng liên tục trong mấy năm qua. Rồi cái mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp rồi giữa các bộ ngành rồi các địa phương cũng như là các đoàn thể, các tổ chức nhân dân hai nước cũng đang có những sự phát triển rất là tích cực thời gian qua nhiều cuộc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa việt nam và campuchia diễn ra như một minh chứng cho việc mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng đi sâu vào thực chất gắn bó mật thiết và phát triển tốt đẹp hơn nữa trong tương lai